Phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao không thể giấu được qua 5 đặc điểm này. Các bạn thân mến, ham muốn tình dục là một nhu cầu sinh lý bình thường của cơ thể dù là nam hay là nữ. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có nhu cầu này một cách bình thường. Có những người phụ nữ họ sở hữu một điều rất kỳ lạ, đó là nhu cầu sinh lý rất cao, phải đối diện với những điều bất thường trong cuộc sống. Cả hai đều có thể khiến cho đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng ít nhiều. Và làm thế nào để có thể giúp bạn nhận biết được dấu hiệu một người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao, ham muốn tình dục quá cao thì có lợi hay là có hại? Cách khắc phục để làm sao mọi thứ được hài hòa như thế nào? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay để tìm được câu trả lời cho mình nhé. Đầu tiên thì chúng tôi muốn bạn hiểu một chút về nhu cầu của chị em phụ nữ. Nhu cầu sinh lý hay còn nói cách khác là nhu cầu về ham muốn tình dục, là mức độ thôi thúc ham muốn của bản thân với chuyện làm tình. Những chị em có nhu cầu sinh lý cao sẽ thể hiện ở việc cơ thể có ham muốn về chuyện ấy thường xuyên và cao hơn mức bình thường. Thậm chí là họ có thể nghĩ về vấn đề tình dục và muốn làm chuyện đó mỗi ngày với một tần suất cao. Nhu cầu về tình dục thường bắt đầu ở độ tuổi dậy thì dưới sự điều khiển của các hormone sinh dục như testosterone, dopamine và các dây thần kinh liên quan. Bên cạnh đó thì một số yếu tố cũng tác động không nhỏ đến nhu cầu sinh lý, như là về tâm lý, về tinh thần, về tính cách, về phong cách sống, về thói quen sinh hoạt, về môi trường sống xung quanh và về cả đời sống tình dục của mỗi người nữa. Và đương nhiên thì điều gì quá mức bình thường thì cũng đều không tốt. Tình dục ở một mức độ vừa phải có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cho tinh thần, giúp điều tiết cuộc sống, duy trì được sự lâu bền và hạnh phúc trong tình yêu cũng như hôn nhân. Nhu cầu sinh lý quá cao có thể gây ra bất lợi và cũng có thể là điều kiện để chị em thu hút những người khác phái nhiều hơn. Tuy nhiên điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và quan điểm của mỗi chị em. Tôi tin rằng nếu như để yêu đương và để qua lại với những người phụ nữ thì các anh hẳn là rất phấn khích với những người phụ nữ có nhu cầu cao. Thế nhưng để mà lựa chọn một quãng đường dài có thể đi cùng với nhau thì tôi nghĩ rằng nhiều người đàn ông cũng sẽ phải cảm thấy dè chừng với những người phụ nữ này đấy. Và đâu là nguyên nhân khiến cho chị em phụ nữ họ lại có nhu cầu cao đến như vậy? Nguyên nhân của việc một số chị em có nhu cầu cao hay thấp thì nó tùy thuộc vào nồng độ các loại hormone trong cơ thể. Trong đó thì yếu tố chính quyết định khiến nhu cầu cao hay thấp hơn bình thường chính là nồng độ testosterone. Và theo các chuyên gia thì chị em ở lứa tuổi từ 20 đến 30 là nhóm đối tượng có nhu cầu ham muốn tình dục cao hơn nhiều so với thời kỳ khác. Nguyên nhân là do nồng độ nội tiết tố trong cơ thể lúc này rất ổn định, cơ thể tràn đầy sức sống, vóc dáng xinh đẹp quyến rũ, rất dễ hấp dẫn được người khác giới. Ngoài ra thì chị em có thể có những ham muốn cao hơn bình thường song khi rơi vào một số các trường hợp như là uống nhiều rượu hoặc là sử dụng các chất kích thích gây hưng phấn cũng sẽ làm tăng ham muốn. Hoặc là những người phụ nữ mà cơ thể mất kiểm soát do bị rối loạn lưỡng cực, hoặc là do ảnh hưởng của các khối u ở tuyến tụy, do tăng tiết hormone tuyến thượng thận khiến cho nồng độ testosterone cũng tăng cao, hoặc là do những chị em bị kìm nén không được quan hệ trong một thời gian dài cũng sẽ khiến cho nhu cầu về tình dục của chị em tăng cao, hoặc là do các yếu tố bên ngoài như là lối sống thiếu lành mạnh, những tác động từ người bạn tình, những tranh ảnh, những sách báo, những mạng xã hội ngày nay, hoặc là do các vấn đề về tâm lý như là căng thẳng quá mức gây suy giảm mà cũng vừa có thể là nguyên nhân gây tăng ham muốn, rối loạn hưng phấn, trầm cảm quá mức hoặc một số vấn đề bất thường về tâm lý khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu của các chị em phụ nữ. Vậy thì đâu là những dấu hiệu nhận thấy người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao? Dấu hiệu có cao hay không thì có lẽ là thắc mắc của rất nhiều người đàn ông chứ không phải là từ nữ giới. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì thường nam giới thường sẽ rất là chủ động và có nhu cầu về tình dục cao hơn phụ nữ. Các dấu hiệu này thì có thể giúp cho các chàng trai có nhu cầu cao với chuyện tình dục tìm được người bạn đời phù hợp. Tuy nhiên thì đây không phải là điều mà phụ nữ có thể tạo ấn tượng với mọi đàn ông, và cũng không phải là ai muốn yêu đương thì đều nghĩ đến điều này trước tiên. Và trước hết hãy cùng với chúng tôi nhận biết ngay các dấu hiệu một người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao thông qua dáng người trước nhé. Những người phụ nữ mà có dáng người đồng hồ cát thì được cho là mẫu người có nhu cầu quan hệ cao nhất.
dáng người đồng hồ cát, tức là những người ngực rất nở và mông rất nở và eo rất là thon. Dáng người này thì có lẽ không còn xa lạ với nhiều người, vì đây dường như là dáng người tiêu chuẩn mà đa số chị em nào cũng mong muốn. Theo như kênh ví von này thì đây là người có vòng 1 và vòng 3 rất là đầy đặn, vòng 2 thì chiếm khoảng 70% của vòng 3. Theo một số nghiên cứu từ chuyên gia thì những người có dáng đồng hồ cát hoàn chỉnh sẽ có nồng độ nội tiết tố hoàn hảo nhất, khiến cho nhu cầu sinh lý của những chị em này cao hơn những người phụ nữ bình thường, và khả năng giường chiếu cũng được đánh giá là đỉnh cao hơn. Mà như người xưa thường cho rằng những người phụ nữ có vòng 3 to thì khả năng sinh sản rất tốt, sinh nhiều con cũng rất tốt, giống như những người phụ nữ thường hay được gọi là thắt đáy lưng long, vừa giỏi chiều chồng vừa khéo chăm con, chính là mẫu phụ nữ như thế này. Một dáng người nữa cũng thể hiện được nhu cầu tương đối cao, đó chính là những người phụ nữ mảnh mai. Theo như nhận định của các chuyên gia thì những người phụ nữ có dáng người gầy, mình hạc xương mai, trông có vẻ thì yếu ớt nhưng lại có đời sống tình dục rất phong phú. Bởi vì những người gầy thì thường có tuyến yên hoạt động rất tốt, rất là dễ phát sinh ham muốn, và việc bôi trơn vùng kín khi mà hai người quan hệ thì cũng diễn ra rất là dễ dàng với những người như thế này. Bởi vậy mới dân gian mới có câu nói đùa rất vui rằng gầy là thầy tất cả như thế. Hoặc là những người phụ nữ gầy sau khi giảm cân cũng có nhu cầu cao. Sau khi giảm cân thì nội tiết và hormone sinh dục trong cơ thể thay đổi một cách đột ngột, đặc biệt là sự gia tăng một lượng lớn hormone sinh dục nữ estrogen, khiến cho chị em này cũng sẽ có những nhu cầu cao hơn bình thường. Những cô nàng mà cân nặng đang rất lớn thế nhưng lại giảm cân một cách nhanh chóng thì sau giảm cân chính là thời điểm tuyệt vời để người phụ nữ này có những giây phút giường chiếu tăng hoa. Những người phụ nữ vạm vỡ cũng là tướng phụ nữ có ham muốn cao. Nhóm những người này là do thường xuyên tập luyện thể dục thể thao điều độ, khiến cho cơ thể sản sinh rất nhiều testosterone, khiến cho nhu cầu sinh lý của họ cao không khác gì phái mạnh. Hoặc là dân gian thường hay nói vui với những mẫu phụ nữ như thế này là những người rất vâm. Tuy nhiên thì đây lại là điều mà không phải đấng mày râu nào cũng mong muốn. Thậm chí là nhiều anh còn cảm thấy dè chừng trước sự chủ động, sự vạm vỡ và sự quá đô cây của những người phụ nữ này. Thế nhưng dù sao thì những người phụ nữ vạm vỡ, khỏe mạnh cũng là những mẫu phụ nữ có ham muốn cực kỳ cao đấy. Vừa rồi là những cách nhận biết thông qua dáng người. Bạn cũng có thể nhận biết phụ nữ có nhu cầu cao thông qua các bộ phận của cơ thể. Một số các đặc điểm của cơ thể cũng sẽ là những dấu hiệu rất là dễ dàng giúp bạn đánh giá được người phụ nữ này có nhu cầu cao hay không. Và bộ phận đầu tiên không thể nào không nhắc tới, và tôi tin rằng nó đang hiện lên trong đầu các anh, đó chính là bờ mông. Một người có mông đầy đặn và săn chắc thì theo như khoa học chứng minh được rằng những người phụ nữ mà có vòng 3 săn chắc thường là những cô gái có nồng độ estrogen cao hơn bình thường, thế nên có nhu cầu cao về những chuyện ân ái. Mà đặc điểm này thì rất là dễ thu hút và rất là dễ kích thích nam giới, đúng không ạ? Hoặc là những người phụ nữ rậm lông. Theo như là dân gian hay là kể cả là những người phụ nữ rậm lông đã được khoa học chứng minh rằng những người này có ham muốn tình dục cao, bởi vì do nồng độ hormone tăng cao trong cơ thể khiến cho các mô phát triển mạnh, và chính vì vậy lông cũng mọc rất rậm và mọc lên rất nhanh. Và đây là một dấu hiệu mà không chỉ dựa theo dân gian đâu, mà khoa học cũng đã chứng minh điều này rồi các bạn nhé. Những người phụ nữ ngực nở, nguyên nhân là do bởi vì các mô mỡ ở ngực có khả năng tăng nồng độ estrogen, kích thích nhu cầu sinh lý ở nữ giới. Và thường những cô nàng mà ngực to thì còn rất là dễ thu hút được cái ánh nhìn và ham muốn của người khác giới. Chính vì vậy, cùng đồng hành với vòng 3 đầy đặn thì việc chị em phụ nữ sở hữu một vòng 1 rất là đồ sộ cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy chị em có nhu cầu sinh lý rất cao và rất là thu hút được những người khác giới. Vừa rồi là những dấu hiệu nhận biết qua cơ thể. Vậy thì qua sở thích, qua phong cách sống chúng ta có thể nhận biết được nữa hay không? Những người phụ nữ mà ham muốn cao ấy, đương nhiên họ sẽ thể hiện rất nhiều qua cái cách mà họ đang ứng xử hàng ngày, qua sở thích, qua thói quen, qua phong cách sống. Những người phụ nữ mà thích thể hiện bản thân này, luôn tự tin làm chủ trong mọi tình huống, từ dáng người cho đến cử chỉ, thì chính những sự tự tin này sẽ tạo nên điểm nhấn và sự quyến rũ trong mắt đàn ông.
Và những mẫu phụ nữ này thì họ thường có những hành động rất là táo bạo và rất dễ khơi gợi được ham muốn của nam giới. Và bản thân những người phụ nữ này, họ biết làm chủ cơ thể, cho nên nhu cầu về mặt ham muốn của chị em cũng rất cao. Những người phụ nữ thích uống cà phê cũng hay được coi là những người phụ nữ có nhu cầu cao. Các nhà khoa học họ đã chỉ ra rằng những nhóm người có cái sở thích này thì có nhu cầu tình dục khá cao, do họ có sự cân bằng về nội tiết tố rất tốt. Hoặc là những người phụ nữ thích thưởng thức các món ăn ngon, thể hiện là sự hào hứng và thích thưởng thức các cái món ăn một cách rất là chậm rãi, rất là thi vị. Thường thì những người này có tâm hồn tinh tế và lãng mạn. Cũng như là việc kéo dài thời gian ăn uống thì họ cũng muốn kéo dài về thời gian để có thể tận hưởng mối quan hệ, để có thể tận hưởng thêm những sự sảng khoái, sự khoái lạc, sự đê mê. Nói tóm lại, người phụ nữ này họ rất là thích thưởng thức một cách chậm chạp. Hoặc là những người phụ nữ họ thích đụng chạm cơ thể. Điều này được thể hiện ở những người phụ nữ cởi mở, cảm thấy thích thú, cảm thấy dạo dực trước cái sự vuốt ve, trước sự đụng chạm của những người khác giới. Những người phụ nữ như thế này, tôi tin là các bạn gặp không ít trong xã hội. Người phụ nữ mà có nhu cầu ham muốn cao thì bạn cũng có thể nhận biết qua phong cách ăn mặc của cô ấy. Tất nhiên rồi, những người phụ nữ mà có nhu cầu ham muốn cao hoặc ít nhất là họ cũng rất là mong muốn thu hút được những người khác giới. Có sở thích ăn mặc sẽ hơi có phần hở hang, gợi cảm để có thể khiến cho đấng mày râu, những người khác giới phải dán mắt vào mình. Họ thường xuyên thích mặc những bộ trang phục hở hang, những bộ trang phục gợi cảm, quyến rũ, body ôm sát cơ thể hoặc là khoét sâu, xẻ sâu để thu hút và tạo ấn tượng với người khác phái. Một người phụ nữ tất nhiên nhu cầu về việc mặc đẹp, nhu cầu về việc thu hút người khác giới không phải là một điều gì đó quá xấu xa. Thế nhưng việc một người phụ nữ ăn mặc quá hở hang, quá táo bạo và ăn mặc một cách thường xuyên bất cứ hoàn cảnh, bất cứ không gian nào thì thực sự cũng cần phải xem lại tính cách của người phụ nữ này. Nếu như bạn đang trải qua một mối quan hệ thân mật với người phụ nữ thì bạn cũng có thể nhận biết được nhu cầu của cô ấy cao hay thấp thông qua nụ hôn. Khác với những cô nàng rụt rè, nhẹ nhàng, có nhu cầu sinh lý bình thường nên rất là ngại ngùng việc tiếp xúc, đặc biệt là khi hôn, thì những người phụ nữ mà có ham muốn cao lại hoàn toàn khác. Những cô gái này họ rất là thích và rất là chủ động trong chuyện này. Đặc biệt là cách thức hôn của các cô nàng này rất là mạnh mẽ, cuồng nhiệt, si mê, dễ dàng kích thích ham muốn của đối phương. Đương nhiên là họ rất là chủ động và họ có nhu cầu rất là cao trong chuyện chân gối. Đây chỉ là những dấu hiệu bạn có thể tham khảo thôi. Tuy nhiên nó cũng không phải hoàn toàn đúng với nhiều chị em nhu cầu sinh lý cao, bởi vì là nó còn do bị chi phối bởi nhiều các nguyên nhân khác nhau và sự thể hiện ở mỗi cá thể cũng là khác nhau. Nhiều người phụ nữ có nhu cầu rất cao, thế nhưng việc thể hiện lại vô cùng kín đáo. Vậy thì người phụ nữ có ham muốn cao thì có tốt hay không? Nhu cầu sinh lý vừa phải hoặc là cao ở mức vừa phải thì có thể điều chỉnh, cho thấy được rằng cơ thể nữ giới có sự cân bằng nội tiết tố và thể trạng khỏe mạnh. Tuy nhiên nếu như nhu cầu cao quá mức đến mức bất thường sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và kể cả là các mối quan hệ của chị em. Phụ nữ có ham muốn cao có thể khiến cho người đàn ông thích thú đấy. Tuy nhiên thì đa số lại cảm thấy dè chừng và không muốn kéo dài quan hệ hoặc tới đến hôn nhân, bởi vì họ rất là sợ các nàng sẽ không chung thủy. Để thỏa mãn và giải tỏa nhu cầu tình dục thì một số chị em có thể có nhiều những mối quan hệ ngoài luồng không an toàn, tăng nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, kèm theo là các bệnh lý phụ khoa. Chúng ta biết rằng tình dục là một nhu cầu thiết yếu, thế nhưng sự gia tăng quá mức có thể là dấu hiệu cho các vấn đề về tâm lý bất thường. Ngoài ra, nhu cầu tình dục cao cũng có thể ảnh hưởng đến các cái tác động rất là tiêu cực đến thể chất, đến tinh thần, nguy cơ rất là căng thẳng thần kinh, rối loạn lưỡng cực hoặc là trầm cảm. Vì thế nếu như bản thân mình hoặc là thấy những người bạn đời, bạn gái của mình đang có những dấu hiệu ham muốn cao một cách bất thường thì hãy đưa họ đến gặp bác sĩ. Một vài các biện pháp có thể giảm bớt nhu cầu sinh lý cao ở chị em mà bạn có thể dễ dàng thực hiện được ở nhà, bạn có thể thử. Như là hãy cố gắng tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đều đặn, giúp nâng cao sức khỏe, giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực, hình thành thói quen sống lành mạnh, tăng sự tập trung, bớt nghĩ về những cái vấn đề này đi. Hoặc là tham gia các hoạt động xã hội cũng giúp bản thân của người phụ nữ
sẽ bận rộn hơn, quan tâm nhiều đến vấn đề đời sống hơn, nâng cao hiểu biết, xây dựng một lối sống lành mạnh hơn, giúp bạn định hướng được các hành vi, các suy nghĩ lệch lạc, những bất thường của mình. Cùng với đó, chị em nên hạn chế các tác nhân gợi dục như là sách báo, phim ảnh có nội dung không phù hợp. Thay vào đó, có thể thư giãn bằng việc nghe nhạc, đọc những sách báo lành mạnh hay là đi chơi người thật việc thật thì sẽ tốt hơn rất là nhiều, được chúng ta giải quyết những nhu cầu của mình vào những chuyện không đâu vào mấy đâu như thế này. Các bạn thân mến, hy vọng là với những chia sẻ trong video ngày hôm nay, chúng tôi đã có thể mang đến cho các bạn những dấu hiệu có thể nhận biết một người phụ nữ như thế nào được gọi là nhu cầu sinh lý cao, và một vài cách có thể điều chỉnh lại cái mức độ nhu cầu của bản thân, hoặc là bạn cũng có thể giúp cho người bạn đời của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.